Mẹ, con là con của mẹ với ba Dũng nè. Ai là mẹ mày? Mày nhấn lộn người rồi đó. Mẹ, con là con của mẹ nè. Mày về mày ở với ba mày đi. Tao có cuộc sống khác rồi, tao có chồng khác rồi. Ba con mất rồi, mẹ bỏ con đi với người khác, con phải sống làm sao đây? Mày khóc lóc gì ở đây? Mày thấy người ta nhìn tao không? Mày ác vừa thôi chứ. Mẹ, mẹ đừng có bỏ con mà mẹ. 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 Dạ. Con về nhà chơi đi. Mẹ, rốt cuộc con không kiếm được mẹ rồi. Ai là mẹ mày? Ủa mẹ em mà, sao anh kêu mẹ em bằng mẹ vậy? Con, chắc anh nhầm hả con? Ủa? Nè, lấy tiền, rồi đi liền. Cấm mấy từ đây về sau, không được tới đây nữa nghe chưa? Con... Anh Huy uống đi. Cảm ơn em nha. Dạ. À, mẹ về. Con chào mẹ. Con, nay dẫn bạn tới nhà chơi hả? Dạ. Mày tới đây mày dụ dỗ con tao hả? Không. Biết. Mẹ ơi, là con kêu Huy về nhà chơi mà mẹ. Anh Huy tìm mẹ hoài mà mẹ anh không có nhận. Anh Huy khổ lắm mà mẹ. Mày đừng có dựng chuyện. Không có người mẹ nào độc ác như vậy hết trơn á. Đừng có xạo. Đúng rồi con xạo. Không có người mẹ nào độc ác như mẹ nói. Con là con của mẹ với ba Dũng nè. Ai là mẹ mày? Mày nhấn lộn người rồi đó. Rốt cuộc con không kiếm được mẹ rồi. Ai là mẹ mày? Cấm mấy từ đây về sau, không được tới đây nữa nghe chưa? Con, em kể về mẹ em cho anh nghe đi. Dạ. Mỗi tối mẹ luôn canh em ngủ rồi mới ra khỏi phòng. Mẹ luôn đo nhiệt độ cho em, tắm nước nóng hoài. Như vậy em phiền lắm. Con Hà là một người mồ côi, chứ không bao giờ đi tìm mẹ nữa đâu. Mẹ, mẹ là người xấu, con ghét mẹ. Nghe mẹ nói đi Hương. Hương, nghe mẹ nói đi Hương. Anh, em không có lừa gạt anh thiệt mà. Anh tha cho em đi. Buông tay à. Cô lấy tôi á chỉ vì cái tài sản của tôi thôi, đúng không? Thôi khỏi nói nhiều. Con ruột của cô á, cô còn bỏ mà. Uống gì con của tôi. Anh, em thương anh và con thật lòng. Đừng bỏ em mà anh. Tha cho em nha anh. Biến khuất khỏi mắt tôi. Đừng để thằng Hưng đi học về nó sẽ thấy. Biến đi. Đừng có để tôi phải lôi cổ cô ra khỏi căn nhà này. Em xin anh mà anh. Đi. Đi khỏi quốc ta tao.